Anh Mobile xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay bên mình 8 tháng 11 mà bên mình lại lên một clip bán hàng cho anh em. Hôm nay bán toàn phụ kiện anh em nhé. Có tai nghe không dây và sạc dự phòng. Ngoài ra có mấy con máy cỏ, máy đen trắng nghe gọi anh em nhé. À, cục gạch nghe gọi. Máy này là máy 105. Cửa hàng mình có địa chỉ ở số 137 Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Anh em ở gần có thể qua trực tiếp. Còn anh em ở xa thì bên mình có ship code nha. Ok. Ship code đối với dòng phụ kiện này thì bên mình không phải cọc. Anh em gửi địa chỉ là mình sẽ gửi hàng nha. Nhưng anh em lưu ý nhận hàng giúp mình. Chứ bán cái phụ kiện này không được bao nhiêu mà nó bom hàng một cái là thôi lỗ vốn. Ok. Đầu tiên là vào 105 đi. Con này là một sim anh em nhé. Một sim máy 105 bên mình là vỏ mới, pin mới, benzin nha anh em nhé. Và sạc mới. Một sim này bên mình đang bán là 150.000. 150.000. Còn hai sim này là 170.000 anh em nhé. Anh em cần thì liên hệ mình qua số điện thoại 0765826886 anh em nhé. Nhắn tin hoặc là gọi điện, Zalo, Facebook đều được anh. Ok. Tiếp theo là đến sạc dự phòng. Sạc dự phòng này là dung lượng là 10.000 mAh anh em nhé. 10.000 mAh. Bảo hành 6 tháng, lỗi 1 đổi 1. Vì là bảo hành lỗi đổi cho nên anh em giữ mới cho mình nhé. Phải mới thì mới đổi được, cái cũ chảy xước quá là không đổi được. Đây, mình đi. Cho anh em xem qua hình thức này. Kèm một dây sạc nhé. Sạc dự phòng này bên mình đặt riêng hãng Microcom này. Làm có in logo của cửa hàng anh em nhé. Sạc dự phòng 10.000 này bên mình đang bán tri ân khách hàng cho anh em ủng hộ trên kênh YouTube. Giá là 150.000 anh em nhé. Ok. Chỉ 150.000 trong quả sạc dự phòng 10.000 mAh giờ. Có đèn báo dù phần trăm pin nha anh em nhé. Ok, còn màu đen với màu xanh chứ xám. Anh em mà cần thì liên hệ mình nhá. Tiếp theo này là đèn sạc không tai nghe không dây anh em nhé. Tai nghe không dây của mình bên mình có cái này là AirPods 2 hàng Z11 nhá, nghĩa là hàng copy 11 đấy. Cái này là hàng chính hãng của Hoco. Đây, có tem chống hàng giả anh em nhé. Còn bên này là AirPods Pro. Pro này thì không phải của Hoco anh em nhé. Ok, hôm nay mình sẽ vào kết nối thử cho anh em. Tai nghe này thì bên mình đang bán là 350.000 anh em nhé. 350.000. Chất lượng nghe thì khoảng 9/10 so với zin nhé. Và giá thì không bằng 1/10. Ok. Trong hộp có sách hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Tàu đó. Và có một cái cáp sạc nữa anh em nhé. Ok. Đây, cái này. Tai này thì dùng được cho cả Android và iOS nhé. Ok, hôm nay mình sẽ kết nối thử với con iPhone này. Đầu tiên về anh em bóc cái lớp xi của dưới này ra nhé. Ok. Điện thoại anh em bật vào Bluetooth này. Ok anh em nhé.
cửa sổ. Anh em vào phần Bluetooth này. Đấy, mở lắp tai nghe nhé, xong vào phần Bluetooth thì nó hiện là EV02 Plus này. Kết nối. Ok, đã kết nối. Bỏ tai này. Này có cả điều khiển bằng cảm ứng ở trên tai luôn anh em nhé. Ok, mình sẽ vào bật nhạc thử. À, chưa có wifi. Nhưng đây mình kết nối wifi này. Mic này không biết con thu được không? Đấy, vẫn có tiếng này, anh em nghe. Âm lượng khá là to anh em nhé. Không thể nghe hết cỡ được anh ạ, bật hết cỡ nghe thì giã tai luôn. Tiếng cực kỳ to anh em nhé. Anh em dùng nghe nhạc, xem phim hoặc là gọi điện thoại đều được anh em nhé. Ok, mình ấn này. Đấy, dừng bài này. Tiếp tục phát đấy. Ok anh em nhé. Cái con Pro này thì nó kết nối nó cũng như vậy thôi. Anh em mà thả vào hộp này thì nó sẽ tự động ngắt sạc nhé. À, ngắt kết nối. Thời gian nghe liên tục được khoảng tầm 4 giờ. Và anh em bỏ vào sạc này thì sạc thêm 2 đến 3 lần nữa. Nghe thoải mái luôn. Dùng cái này có khi nghe cả tuần mới phải sạc. Thì ok anh em nhé. Rồi, thử lốt cái Pro cho anh em này. Nguyên siêu hết anh em nhé. Ok. Cửa sổ luôn. Đang kết nối này. Bấm giữ nút sau lưng này. Đây, sau lưng có nút đây. Ok. Đã kết nối xong anh em nha. Ok, mình nghe thử với anh em nhé. Cái này nghe còn to hơn cái kia anh em ạ. Nó có cái lút cao su nghe rất kín. Có cả cài đặt này, nghe xuyên âm này, tắt thử tiếng ngon này, đầy đủ hết anh em nhé. Ok, mình thử nghe nào. Ok,
Thì cái AirPods Pro này, AirPods Pro này bên mình cũng bán là 350.000 anh em nhé. Ok, anh em cần thì liên hệ mình. Cuối cùng thì cuối clip anh em cho mình xin một nút like và nút đăng ký kênh và ấn một nút chuông để theo dõi những video mới nhất của bên mình nhé. Ok, chào tất cả anh em nhé.